Tìm ra nguồn năng lượng mới đang là một vấn đề khó khăn đối với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng mới đây, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Georgia đã giới thiệu một phương pháp mới để tạo ra năng lượng bằng cách dùng chuyển động của cơ thể con người. Họ sáng chế ra một vật liệu dẫn điện bằng nhựa mỏng và khi tạo nên lực ma sát ở hai bề mặt thì chúng sẽ tạo ra điện. Chỉ cần một bước chân, chúng ta cũng có thể tạo ra điện năng đủ để thắp sáng nhiều bóng đèn LED. Chúng tôi là người đầu tiên phát minh ra vật liệu này, mặc dù lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải theo đuổi giấc mơ của mình. Với 1 mét vuông, vật liệu này cho phép bạn tạo ra khoảng 400 W điện. Nếu được lắp đặt trên những con phố đông đúc với số lượng người đi bộ cũng như tham gia giao thông đông thì có thể thu được một nguồn năng lượng rất lớn. Nếu phương pháp này thành công thì đây sẽ là một bước tiến lớn để giải quyết nhu cầu khan hiếm năng lượng dự trữ trên thế giới trong những năm tới.